Thưa quý vị và các bạn, có một thực trạng đáng báo động tại Việt Nam là có đến trên 90% người dân có vấn đề về răng miệng. Việc chủ quan trong việc chăm sóc răng miệng không đơn thuần khiến cho sức khỏe răng miệng bị ảnh hưởng trực tiếp mà còn tác động tiêu cực đến toàn bộ cơ thể. Hàng loạt các bệnh lý nghiêm trọng được xác định là hệ lụy của việc không chú trọng vệ sinh răng miệng, đặc biệt khi diễn biến dịch bệnh do virus COVID-19 đang diễn ra nghiêm trọng như hiện nay. Sâu răng, chảy máu chân răng, hôi miệng, viêm nha chu, răng bị ố vàng thật sự là nỗi phiền muộn của rất nhiều người khi gặp phải. Nguyên nhân gây ra các bệnh lý về răng miệng chủ yếu là do không vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Những mảng bám thức ăn và vi khuẩn sẽ tấn công manh răng, tạo thành vi khuẩn trên răng. Điều này đã và đang khiến cho nhiều người phải lo lắng về tình trạng răng miệng của mình. Thêm vào đó là trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, thì việc sử dụng nước súc miệng sát khuẩn là lời khuyên của chuyên gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân. Tôi đã sử dụng sản phẩm nước súc miệng Naclut được khoảng 1 năm nay rồi ạ. Và tôi cảm thấy rất là dễ hiệu quả. Hiện tại thì tình trạng răng miệng của tôi đã được cải thiện rất là tốt. Tôi thấy răng của tôi được trắng sáng hơn và hơi thở thì luôn thơm mát. Đặc biệt là cái tình trạng viêm nhiễu và chảy máu trên răng của tôi thì gần như không còn nữa. Nên là tôi rất là vui và yên tâm tin tưởng sản phẩm. Trước tình trạng ngày càng nhiều người mắc phải các bệnh lý về răng miệng, với phương châm hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, công ty EU Pharma đã đưa các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang thương hiệu Lacalut vào thị trường Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất tại Đức bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, trong đó nổi bật là các sản phẩm kem đánh răng Lacalut Active, Lacalut Sensitive, Lacalut White and Repair và các sản phẩm nước súc miệng bao gồm Lacalut Sensitive Mouthwash, Sensitive White. Sản phẩm không chỉ làm sạch và làm trắng răng, khử mùi hôi miệng như sản phẩm thông thường mà còn góp phần bảo vệ lợi, chắc chân răng, ngăn ngừa được chảy máu chân răng, viêm lợi, nhiệt miệng. Theo báo cáo của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương thì hiện nay tỷ lệ bệnh răng miệng của người Việt Nam chúng ta khoảng trên 90%. Do cái nguyên nhân về cái vệ sinh răng miệng không đúng cách làm cho tỷ lệ người bị Việt bị bệnh răng miệng thì gia tăng. Trong tình hiện nay thì vấn đề vệ sinh răng miệng là hết sức quan trọng. Hiện tại trên thị trường đang có cái thương hiệu cái nước súc miệng Lacalut và thuốc đánh răng Lacalut, nó có tác dụng rất tốt trong cái việc mà vệ sinh răng miệng, làm bỏ cái mảng bám và diệt vi khuẩn, đồng thời làm cho mình hơi thở thơm tho, giúp cho bảo vệ sức khỏe răng miệng và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nhờ sở hữu những công dụng vượt trội, sản phẩm chăm sóc răng miệng Lacalut phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người có răng nhạy cảm e bút, thường xuyên bị nhiệt miệng, viêm lợi, tụt lợi, chảy máu chân răng, răng lung lay. Sau khi nhổ răng, lấy cao răng, người dùng sau khi sử dụng sản phẩm sẽ cảm nhận được hàm răng chắc khỏe, sáng bóng cùng hơi thở thơm mát. Đặc biệt khi kết hợp sản phẩm kem đánh răng Lacalut cùng với nước súc miệng Lacalut, người dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt sau một thời gian ngắn. Khi lựa chọn một sản phẩm bất kỳ thì tôi lựa chọn dựa trên tiêu chí giá cả và chất lượng. Và sản phẩm nước súc miệng Lacalut đã là một sản phẩm đáp ứng được tiêu chí của tôi. Tôi và gia đình thì đã sử dụng sản phẩm này được hơn một năm rồi và cảm thấy là đây là một sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn. Sau khi sử dụng thì cảm thấy hơi thở của mình thơm mát hơn và phòng tránh được các bệnh về răng miệng, nhất là bệnh nhiệt miệng, và cũng cảm thấy là răng mình trắng sáng hơn nữa. Trải qua nhiều năm khẳng định chất lượng và gây dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc răng miệng Lacalut của công ty EU Pharma hiện đã có mặt rộng rãi trên thị trường và được nhiều nhà thuốc cũng như người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Đối với EU Pharma, niềm tin của khách hàng chính là thước đo thành công của doanh nghiệp. EU Pharma nỗ lực hết mình vì sự tín nhiệm của cộng đồng để trở thành một thương hiệu thể hiện tầm vóc trí tuệ, niềm tự hào Việt Nam trên thị trường quốc tế. EU Pharma chúng tôi hiện nay là nhà phân phối chính thức về dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng Lacalut. Sứ mệnh của công ty chúng tôi là mang đến sản phẩm chất lượng cao về chăm sóc răng miệng đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm Lacalut được sản xuất tại hãng Dr. Thai thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Hãng Dr. Thai là hãng được thành lập từ năm 1926, nhà máy với các thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất rất là hiện đại. Vì vậy mà chúng tôi rất là tự tin khi mà đưa cái sản phẩm này đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam.
Với những tác hại nghiêm trọng của việc không bảo vệ răng miệng thường xuyên, cơ thể con người hoàn toàn có khả năng bị hủy hoại từ những thói quen tiêu cực hàng ngày. Do đó, mỗi cá nhân hãy tự trang bị những kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng kỹ lưỡng, đều đặn khám định kỳ 6 tháng một lần tại các phòng khám nha khoa uy tín. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên dùng các sản phẩm chăm sóc răng miệng chất lượng và an toàn để vi khuẩn, mảng bám không có cơ hội tồn tại và phát triển trong khoang miệng của bạn.